Sao cái gì mà phải chạy? Cái gì vậy? Chạy gì? Đang chạy cái gì? Bây giờ mày cắn đi. Bây giờ về xin lỗi mẹ tao, quỳ xuống. Nhanh lên. Mày lên. Bây giờ mày có xin lỗi được không? Hay để bố mày cho mày lên công an hả? Lên rồi gọi anh kia đi. Đi ra, ra là anh kia nó đi ra đấy luôn. Giờ ra bắt nó luôn nhưng không nó chạy về mất. Đi kia lên, đi đi, ngồi lên ngồi lên. Đi đâu đang ở đâu? Nó đang ngồi kia. Ngã ba ngồi kia. Đi. Đang nào ấy? Anh cầm ấy. Rồi, cầm nó lên, lên. Thế bây giờ nó đang có chuyện với chị thử ở đấy à? Vâng. Thằng em vừa thấy nó ngồi nói chuyện con thử ở đấy, nó vui cười với nhau luôn. Nhưng nó chuyện gì đấy? Nó nói về cái vụ mà nó vứt cái sổ tiết kiệm nhà anh đi, nó sướng nó khi vứt được cái đấy đi. Bây giờ nhá, anh mày rình xuống là bắt nó, mẹ mấy ngày hôm nay xuống nhà nó trốn rồi. Bây giờ bắt về bắt nó xin lỗi mẹ anh ạ. Quỳ xuống xin lỗi mẹ anh, lết từ cổng vào luôn. Em thấy con Thư với nó đang nói chuyện rất là vui vẻ luôn. Bây giờ ba anh em mình xuống tận chỗ đấy đi, xong là rình nó bắt nó, mẹ quả này không cho nó chạy đi nhá. Đi anh, ơi. Đi anh em quả này bắt cẩn thận nhá, không cho chạy nhá. Mấy lần trước này bị em mày sảnh rồi. Đi. Này phải bắt được mà được, có về xin lỗi mẹ. Có mang được. Bắt đền luôn. Cay thật. Nó đang ở đấy à? Vâng. Em vừa đi qua thấy rất đến của anh luôn. Mấy ngày hôm nay anh em mình tìm có thấy nó đâu. Hôm nay sao thấy nó đang nói chuyện với Thư. Bây giờ phi hạ xuống chỗ đấy luôn, tìm nó quá là một trận. Xem là tí nó thái độ thế nào. Là chơi là ngay. Bắt nó về xin lỗi. Bắt nó về xin lỗi mẹ. Bắt đền luôn. Còn cái chuyện mà nó mất sổ tiết kiệm á, không đền nếu mà xong với anh đâu. Đi, nhanh lên, nhanh lên, nó chạy đây. Thằng ấy đang chỗ cái làm đẹp cái gì. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đi nhanh lên, chúng nó nói chuyện nhau trên kia kìa. Bắt nó này. Bắt nó này. Đứng lại. Mày chạy đâu? Mày đứng xuống. Sao? Mày chạy đi, mày chạy đi. Mày trốn đi đi. Trốn cái gì nữa? Sao à? Tao phải trốn chỗ mày á? Thế giờ ấy, cái sổ tiết kiệm mày vứt mẹ con tao bây giờ như nào? Ý mày như nào? Hả? Thế mày đến bắt đèn nào? Đi tìm bố mày tìm nào? Mày mấy ngày hôm nay rồi đấy. Thì bây giờ mày ý mày như nào? Mày giải quyết như nào? Sao lại giải quyết như nào? Đấy là việc của mày liên quan đến bắt đèn tao. Tao biết trong cái sổ tiết kiệm nhà mày à? Tao đéo biết được chưa? Bây giờ tao chỉ biết là cái sổ tiết kiệm của mày tao mẹ tao đéo dùng được thôi. Bố mày tìm mày mấy ngày hôm nay ấy, mày trốn mãi được không? Hả? Mày nghĩ tao phải trốn á? Mày là cái gì tao phải trốn mày? Sao mấy ngày hôm nay bố mày xuống nhà không thấy? Bố mày đi công việc thôi. Bố gì đéo trốn mày? Riêng tao ấy không phải trốn mày không có cái vẹo gì để tao phải sợ mày phải trốn được chưa? Thế sao mày trốn? Tao đến nhà mày tao tìm có thấy đâu? Hả? Tao đi công việc. Mày việc kéo được lại mày? Việc gì? Bố mày đầy việc. Hả? Việc gì? Việc đi lừa người ta à? Bây giờ bố mày đừng mày đấy. Bây giờ mấy anh em cho mày đến đây để bắt đền nào? Bây giờ bố mày đéo mà bắt đền mày. Bây giờ ấy mày vứt của mẹ tao như thế rồi. Về ấy là quỳ xuống xin lỗi mẹ tao. Thì bố mày mới tha cho mày nhá. Còn cái trong cái sổ tiết kiệm này mày biết bao tiền không? À mày biết bao tiền không mày vứt? Đây là việc của mày. Tao không quan tâm. À mày vứt xuống mày còn nói ăn nói thế à? Bố à? Mày đi nói thế đây thì làm sao? Bây giờ ấy mày có về mày xin lỗi mẹ tao được không? Tao hỏi mày có về không? Xin lỗi đây. Hả? Bố mày biết thái độ gì đấy? Mày thái độ gì? Thái độ chung mày đây. Bây giờ về xin lỗi mẹ tao, quỳ xuống xin lỗi mẹ tao, còn đừng mẹ đừng nói nhiều, đi bước lên xe. Mày hít à? Bước lên xe. Wow. Nhanh lên đừng để bố nói nhiều. Bước lên xe. Chúng mày chưa đủ tuổi dạ tao chưa? Bước lên xe. Bước xe rồi làm sao? Về quỳ xuống xin lỗi mẹ tao. Nhanh lên, làm lấy xe đi về. Nhanh lên, nhanh lên. Quay đầu xe. Xin lỗi mẹ tao. Chúng mày hít à? Nhanh lên. Anh ngồi cùng nó chạy đây. Nhanh lên. Muốn quan xe. Quan xe. Bỏ ra, nó quánh. Ngoan xe. Ngoan xe mà. Để nó chạy đi anh. Đuổi ra, đuổi ra, đuổi ra. Mất đuổi, mất đuổi nó. Mất lên chưa? Đi anh. Biết mình ngay mà có gì nó chạy chạy. Thank you.
lươn ạ. Mày chạy mãi được không? Đừng xuống. Mày đừng xuống, bản Linh chạy à? Mà bản Linh chạy à? Hả? Sao? Chạy để mới chạy không? Chạy đi không? Sao cái gì mà phải chạy? Cái gì đấy? Chạy gì? Đâu chạy cầu gì? Bây giờ mày cắn đi. Mày chạy đi. Bố mày đập dừng ra mày rồi, cầm ngay mặt mày về. Bây giờ về xin lỗi mẹ tao, quỳ xuống. Nhanh lên. Mày lên. Bây giờ mày có xin lỗi được không? Hay để bố mày cho mày lên công an? Hả? Cho mày lừa tao luôn. Mày biết cái số tiền ở trong cái sổ tiết kiệm đấy bao tiền không? Đấy là việc của mẹ con mày, tao không biết trong cái sổ đấy cơ. Tao đéo cần biết, nhưng mày đâu mày biết mày có hay không? Mày đâu mà cái cặp sách của mẹ tao làm gì? Hả? Đây lấy em để nhà mày à? Mày nhục mày à? Mày ghen à? Chỗ nhà mày à? Chỗ nhà mày. Mày ghen à? Hả? Tao là ghen đéo à, cùng được với Thư cho ghen. Ui trời ơi, mày nhìn tao nhắm không? Mày đừng có mà thái độ ô cố, mày nhìn hết rồi. Nhà Thư có cam nhá, được chưa? Rồi thì làm sao, mày nhìn tao cầm nhiều cái sổ mày tao nhắm xuống không? Mà động chạm cái kinh tế mày. Mày thích chơi. Hành vi người ta liên quan gì mày đụng đến? Đừng có xưng bố, xưng ai không? Có thích có ai xưng mày, xưng mày làm gì? Bây giờ ấy, về quỳ xuống xin lỗi bố còn tha. Thế thôi. Mày nghĩ ra. Mày biết là cái sổ tiết kiệm bố mày để trong đấy bao tiền không? Bây giờ mày vứt đi. Vứt hết rồi bố, làm thế nào được hả? Đấy là việc của mẹ con mày. Tao đéo vứt tay, tao đéo vứt xuống, tao đéo biết. Tao đéo nhìn thấy. Thế thôi. Mày về xin lỗi lắp cũng một câu. Còn không anh em tao đéo nhà mày đâu. Từ mày vứt xong nhá, mày trốn mấy ngày nay rồi. Tao tìm mãi không được nhá. Mày tưởng mày trốn mãi được không? Bố mày nói thẳng luôn, riêng chúng mày tao không phải trốn, chưa? Bố mày đi có việc, thế thôi. Này, việc gì mày? Đi xong rồi đây chạy bản Linh thế à hả? Bản Linh à? Bố, bố, đi, bố đi có việc. Bản Linh làm chạy à? Hèn đấy. Sao lại phải hèn? Mẹ hèn đi. Chúng mày một thằng lôi đi, đéo đông đi. Vâng, vâng, vâng. Sao? Vâng, chị đây ạ. Bị, bưng lên, chạy bưng lên. Chị ơi, đuổi anh ơi. Bắt anh ơi. Bắt ạ. Mày đi chạy à? Mày bắt được về cho bác Cúc. Bỏ tao ra. Đi về. Anh đi về ngay. Nhanh lên. Thế mày muốn gì? Bố mày muốn mày về quỳ xuống xin lỗi mẹ tao đấy. Quỳ. Bây giờ bố mày muốn mày về xin lỗi mẹ tao đấy, nhanh lên. Không xin không xong đâu. Làm gì được? Thì mày không xin lỗi mà được hả? Thì thích nào? Mày về xin lỗi. Không cần xin đấy. Con đi về ngay. Đây. Anh xem anh sao? Sao anh? Anh đâu? Đừng sao? Đừng nhấc anh ấy. Nó thoại vào bụng. Anh xem đâu rồi? Anh chạy mất rồi. Tại kiểu từ đây anh kia. Đâu, 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 đâu anh kia nè. Đâu anh kia dậy. Bè anh đi. Mẹ, thú quá đây. Kệ cẩn thận này.